Ngày 25 tháng 6, huyện ủy Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra ngay từ đầu năm. Qua đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng cao so với cùng kỳ và thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh, là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển xã hội ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 468 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng an ninh ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, huyện Thiệu Hóa tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra.